hôm nay cho con, mà tại sao mẹ lại mang cành hoa trắng? Mẹ khẽ nói cành hoa trắng chỉ cho người đã mất mẹ, cành hoa hồng cho những ai đang có mẹ. Con sẽ giữ mãi bông hoa màu đỏ thắm nơi trước ngực, cảm ơn mẹ đã chăm lo con tháng ngày. Con sẽ nhớ, sẽ yêu thương, sẽ không để mẹ phải buồn. Cành hoa hồng cho những ai đang có mẹ. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, để nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho đại lễ Vu Lan chiều hôm nay được thành tựu viên mãn. Theo truyền thống của Phật giáo, chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức cùng toàn thể pháp hội đạo tràng khởi thân niệm Phật cầu gia hộ. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa chứng minh khởi niệm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca mời toàn thể pháp hội đạo tràng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiện Liên Tôn Giả. Kính bạch trên chư tôn giáo phẩm, chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, quý ni trưởng, quý ni sư, chư đại đức tăng ni, đương kim an tọa chứng minh. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, chiều tháng 7 mưa về bên sông cửa,
lá thu vàng nghe quặng thắt lòng con. Vu lan đến con bồi hồi trong già, ơn sanh thành dưỡng dục đức cù lao. Một mùa vu lan báo hiếu nữa lại trở về, khiến những người con liên tưởng đến công ơn sanh thành dưỡng dục của cha và mẹ, cội nguồn của tổ tiên. Hình ảnh của Đức Mục Kiền Liên lại được sống dậy trong tâm của tất cả những người con Phật. Vọng hướng vu lan để hướng về tứ ân thâm trọng, bày tỏ tấm lòng của mùa xuân Phật giáo, ngày chư Phật hoan hỷ, ngày chư Tăng Ni làm lễ tự tứ, thành tựu ba tháng an cư, túc liễm thân tâm, trao dồi giới đức. Mừng ngày Đại Tăng thêm một tuổi hà, trong hành trình tu tập, thực hành chí nguyện độ sanh. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý liệt vị, vâng lời Phật dạy, hàng năm Phật tử chúng con tề tụ về đây dưới mái già lam thiên phước, sắm sửa trang nghi, thành tâm dâng lên cúng dường ba ngôi tam bảo, thứ đến dâng lên chư Tôn Đức hiện tiền. Sao nhờ quý ngài nhất tâm chú nguyện, để của quyền thất tổ cha mẹ nhiều đời của chúng con đều được vãng sanh về cảnh giới an lành. Cha mẹ hiện tiền tăng phước tăng thọ, biết nương tam bảo. Bởi vì hơn 2000 năm đã trôi qua, bao lần mùa thu đã đến, bao lần mùa thu đã đi, nhưng gương hiếu hạnh muôn đời của Tôn giả Mục Kiền Liên vẫn sáng soi trong tâm thức của những người con Phật. Vọng hướng vu lan để nhớ về công cha nghĩa mẹ ơn thầy, để tất cả chúng con kết nối với nhau, thực hiện tâm hạnh và tinh thần báo nghĩa báo ân. Vọng hướng vu lan để nhắc nhở chúng con về ân sanh thành dưỡng dục của cha và mẹ mà chúng con phải đền trả cho cân. Công dưỡng dục tâm ân dốc trả, nghĩa sanh thành đạo cả mong đền. Với tất cả tâm hạnh và tấm lòng tha thiết đó, hôm nay, chiều ngày 1 tháng 9 năm 2024, nhằm ngày 29 tháng 7 năm Giáp Thìn, tại đạo tràng chùa Thiên Phước, huyện Chợ Gạo, Đại Đức Thích Ngọc Tường cùng toàn thể quý Phật tử trang nghiêm tổ chức đại lễ Vu Lan Dân Pháp Y Ca Sa Vía Đức Bồ Tát Địa Tạng với chủ đề Còn Mẹ Bên Đời, để báo đáp hồng ân chư Phật cũng như cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền tăng phước tăng thọ, cha mẹ bãi đời quá vãng được sanh về cảnh giới an lành. Đó chính là lý do của buổi lễ hôm nay. Chúng con xin trình lên chư Tôn Đức cùng toàn thể quý Phật tử được tường tri. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý vị, cho phép chúng tôi được thông qua chương trình lễ Vu Lan báo hiếu chiều hôm nay với những nội dung như sau: một, cung thỉnh chư Tôn Thiện Đức thân lâm; hai, niệm Phật cầu gia hộ; ba, tuyên bố lý do; bốn, thông qua chương trình; năm, giới thiệu thành phần tham dự; sáu, cài hoa hồng và hoài niệm Vu Lan; bảy, chúc thọ dân trà tri ân đến các bậc sanh thành; tám, nhiễu y cúng dường và tụng kinh Vu Lan; chín, tác bạch dân y; mười, đạo từ của ban chứng minh; 11, cảm tạ của ban tổ chức; 12, hồi hướng và hoàn mãn. Đó là chương trình lễ Vu Lan báo hiếu chiều hôm nay. Chúng con xin trình lên chư Tôn Đức cùng đồng bào Phật tử được tường tri. Kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, thầy về thiên phước già lam, cho hoa cho lá càng thêm sắc màu. Thầy về hạnh phúc làm sao, chúng con thắm lại biết bao ân tình. Đến chứng minh và tham dự đại lễ Vu Lan chiều hôm nay, trước và trên hết, chúng con xin được đảnh lễ và cung kính giới thiệu sự hiện diện cao quý của Thượng Tọa
Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, đạo hiệu Thích Quảng Lộc. Chúng con xin được kính giới thiệu Thượng tọa đạo hiệu Thích Thiện Nguyện, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Trưởng ban Văn hóa Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Trưởng ban Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Chợ Gạo. Chúng con xin được kính giới thiệu Thượng tọa đạo hiệu Thích Thiện Hải, nguyên Trưởng ban Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Chợ Gạo. Chúng con xin được kính giới thiệu Đại Đức đạo hiệu Thích Đạo Quang, Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Chánh thư ký Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam huyện Chợ Gạo. Về phía Chư Tôn Đức Ni, chúng con kính giới thiệu Ni trưởng đạo hiệu Thích Nữ Huệ Thông, Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Phó Ban Giáo dục Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang. Chúng con kính giới thiệu Ni sư đạo hiệu Thích Nữ Hạnh Liên, Trưởng phân ban đặc trách Ni giới huyện Chợ Gạo. Và chúng con xin được kính giới thiệu sự hiện diện cao quý của Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện, giáo hội trong và ngoài huyện cũng đã trở về để tham dự và chứng minh đại lễ hôm nay, cho phép chúng con được cung kính đảnh lễ và giới thiệu chung. Về phía lãnh đạo các cấp, ban tổ chức vô cùng hoan hỷ được chào đón sự hiện diện của bà Bùi Thị Mai, trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh Tiền Giang. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Dương Hoàng Bảo Ngọc, phó trưởng ban Tôn giáo tỉnh Tiền Giang. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Kim Nguyệt, phó bí thư thường trực huyện ủy huyện Chợ Gạo. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Nhỏ, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Gạo. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Mai Văn Minh, trưởng phòng nội vụ huyện Chợ Gạo, xin được trân trọng giới thiệu. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Trần Hoàng Tuấn, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chợ Gạo. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị 12, phó trưởng công an huyện Chợ Gạo. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bà Trương Thị Thanh Thúy, phó chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Gạo. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Lê Văn Tạo, phó bí thư đảng ủy xã Đăng Hưng Phước. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Trần Ngọc Trung, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đăng Hưng Phước. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Huỳnh Văn Thu, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đăng Hưng Phước. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Mười, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đăng Hưng Phước. Và chúng tôi xin được vô cùng hoan hỷ được chào đón quý cấp lãnh đạo đại diện huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Chợ Gạo cùng địa phương sở tại và quý ông bà là nguyên các cấp lãnh đạo của huyện và địa phương sở tại cũng đã trở về đây tham dự lễ Phu Lan chiều hôm nay. Chúng tôi nhiệt liệt hoan nghênh và giới thiệu chung. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử. Tiếp theo chương trình, chúng con thành kính cung thỉnh quý ngài cùng toàn thể Pháp hội đạo tràng thưởng thức nhạc phẩm Bên đời có mẹ do Phật tử Từ Lộc trình bày. Xin trân trọng kính mời. Xuân gồng gánh bao ngày, mẹ lặn lội gió sương, tấm thân gầy thao thức đêm trường. Mẹ ơi, tình mẹ mênh mông
đền đáp cho cơn. Con lớn rồi vẫn cần mẹ ở gần. Mẹ ơi, con yêu mẹ vô ngần. Mẹ ơi, bên đời con có mẹ, những lúc vui buồn mẹ san sẻ cùng con. Những đêm khuya trong đèn mẹ thao thức, mong một mai rồi con sẽ thành công. Cuộc sống dù đổi thay thăng trầm, con luôn tin mẹ hằng theo bước đời con. Nguyện xin ơn thiêng tuôn tràn cho đời mẹ sống vui bình an. Mẹ từng ngày lo toan, chỉ mong con hạnh phúc yên hàn. Dù đời nhiều trái ngang, bước thăng trầm mẹ vẫn âm thầm cầu mong con yêu mãi khôn lớn. Trái tim mẹ lặng lẽ theo con, ơn biển trời con một đời ghi tạc. Mẹ ơi, công ơn mẹ cao vời. Mẹ ơi, bên đời con có mẹ, những lúc vui buồn mẹ san sẻ cùng con. Những đêm khuya trong đèn mẹ thao thức, mong một mai rồi con sẽ thành công. Cuộc sống dù đổi thay thăng trầm, con luôn tin mẹ hằng theo bước đời con. Nguyện xin ơn thiêng tuôn tràn cho đời mẹ sống vui bình an. Chỉ mong con hạnh phúc yên hàn. Dù đời nhiều trái ngang, bước thăng trầm mẹ vẫn âm thầm cầu mong con yêu mãi khôn lớn. Trái tim mẹ lặng lẽ theo con, ơn biển trời con một đời ghi tạc. Mẹ ơi, công ơn mẹ cao. Mẹ ơi, bên đời con có mẹ, những lúc vui buồn mẹ san sẻ cùng con. Những đêm khuya trong đèn mẹ thao thức, mong một mai rồi con sẽ thành công. Cuộc sống dù đổi thay thăng trầm, con luôn tin mẹ hằng theo bước đời con. Nguyện xin ơn thiêng tuôn tràn cho đời mẹ sống vui bình an. Mẹ ơi, bên đời con có mẹ, những lúc vui buồn mẹ san sẻ cùng con. Những đêm khuya trong đèn mẹ thao thức, mong một mai rồi con sẽ thành công. Tin mẹ hằng theo bước đời con, nguyện xin ơn thiêng tuôn tràn cho đời mẹ sống vui bình an. Nguyện xin ơn thiêng tuôn tràn cho đời mẹ sống vui bình an.
Xin cảm ơn ca sĩ Từ Lộc đã trình bày nhạc phẩm Bên Đời Có Mẹ. Và nhạc phẩm Bên Đời Có Mẹ cũng chính là chủ đề của đại lễ Vu Lan chiều hôm nay tại đạo tràng chùa Thiên Phước. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể hội chúng, con theo Phật, con vẫn là con của mẹ. Con xuất gia, mẹ mãi mãi là mẹ của con. Mẹ của con thân xác có hao mòn, nhưng con của mẹ phải vẹn tròn câu hiếu đạo. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý liệt vị, mỗi độ Vu Lan về, hàng Phật tử chúng con đều cài lên chiếc huỳnh y quý ngài những đóa hồng vàng rực rỡ để tượng trưng cho màu thoát tục thanh tao. Vào giờ này, xin mời đội cài hoa của đạo tràng chùa Thiên Phước hãy tiến về lễ đài để cài lên những chiếc huỳnh y quý ngài những đóa hồng vàng, hoa hồng thắm màu huỳnh y rực rỡ, nhớ về người che chở suốt đời con. Dẫu hôm nay con khoác áo nâu sòng, tình mẫu tử con hoàn toàn ghi nhớ. Xin mời các bạn cài hoa và mời ca sĩ Kim Linh trình bày nhạc phẩm Lễ Cài Hoa Hồng. Xin trân trọng kính mời. Chúng con xin được cài dựng
trời dương gian, bông hồng tỏ ngát nắng mang, tình cha nghĩa mẹ tựa ngát đất trời, con nguyện ghi khắc một đời nhớ ơn cha mẹ sáng ngời đạo. Xin trân trọng cảm ơn tiếng hát của ca sĩ Kim Linh với một ca khúc vô cùng ý nghĩa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiện đức, kính thưa quý Phật tử, hạnh phúc là khi vai trái còn có cha nâng đỡ, hạnh phúc là khi vai phải còn có mẹ đỡ đần. Hạnh phúc cho tất cả chúng ta khi cha chính là người thắp sáng cho ta những ước mơ. Hạnh phúc hơn nữa khi mẹ chính là người thổi phồng những ước mơ đó trở thành sự thật. Hạnh phúc chính là vẫn còn có cha và mẹ bên đời. Con khờ dại chạy tìm hư ảo, bỏ mẹ cha khắc khoải đợi chờ. Quê nhà xưa khói bếp lam chiều, canh rau đắng quên chùm khế ngọt. Và để bày tỏ tấm lòng tri ân của những người con hiếu thảo, xin toàn thể quý đạo tràng cùng lắng động tâm tư tưởng niệm đến công ơn trời biển của cha và mẹ qua lời diễn văn hoài niệm Vu Lan của Phật tử Tâm Ý. Xin trân trọng mời Phật tử Tâm Ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn giáo phẩm ban chứng minh, chư tôn tiền đắc tăng ni đương kim an tọa chứng minh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, kính thưa những bậc cha mẹ đang hiện diện trong buổi Vu Lan ngày hôm nay. Mỗi độ thu sang rằm tháng bảy, chiều xa vang vọng tiếng chuông chùa, ngày xưa sống lại trong tâm trí mỗi một tâm hồn máu trẻ thơ, ngày xưa sống lại trong tâm trí mường tượng hình ai đượm vỏ vàng, khắc khoải chiều nay cơn gió thoảng chạnh lòng em bé nhớ Vu Lan. Kính lạy cha mẹ, hôm nay trong giờ phút thiêng liêng, con lại được lắng lòng mình hồi tưởng đến cha và mẹ. Mẹ ơi, cho dù hôm nay mẹ có nghe hay không nghe thấy những lời bộc bạch từ lòng chúng con, nhưng chúng con vẫn tin rằng mẹ sẽ hiểu và mẹ xấu lòng con. Ai sinh ra trong cõi đời này đều có cha và mẹ. Thật may mắn và hạnh phúc biết bao khi được sự ấp ủ yêu thương truyền thừa hơi ấm từ cha, được dưỡng nuôi từ dòng sữa thơm lành của mẹ. Cha, mẹ vẫn là món quà thiêng liêng quan trọng nhất của đất trời, của tạo hóa đã ban tặng cho chúng con, để chúng con được đền đáp, tri ân và báo ân. Đến giờ phút này, được một món quà quý giá như vậy, thế mà lắm lúc chúng con lại hờ hững, vô tâm. Có khi cả cuộc đời mình chưa từng một lần ngắm nhìn kỹ nét mặt hiền từ của cha, những nếp nhăn trên vầng trán của mẹ, để chia sẻ một chút lao khổ nhọc nhằn, cho đến lúc phải mỏi mòn với thói đời đen bạc, khi gai đời đắm nước máu bàn chân, rồi đến những lúc ảo ảnh cuộc đời lặng lẽ đi qua, để những đứa con lạc lõng xa quê
thiếu bóng vòng tay ấp yêu của cha và mẹ, mới tỉnh giấc vội quay về với nguồn cội yêu thương, thì mới hay mẹ, cha giờ đã ở suối vàng. Tiếng ru chảy xuống hai hàng lệ rơi, mất vật chất chúng con còn tìm lại được, nhưng một khi đã mất ba mẹ rồi, muôn thở chúng con biết tìm đâu. Chuông chùa vang vẳng những tầng không, hạnh phúc cho ai được một cành hồng. Nhớ mãi tình cha trên đám ruộng, thương hoài bóng mẹ cạnh bờ sông. Cha dầm mưa lặn lội tìm cơm gạo, mẹ dãi nắng chăm lo tựa lúa đồng. Khổ cực vì con không ngần ngại, vui cười thấy trẻ đã thành công. Để rồi trong tận cùng của sự đối đãi khổ đau, chúng con nghe tim mình xe thắt lại khi nhịp đập hơi thở và dòng máu của hai đứng sinh thành vẫn lưu luyến trong huyết quản của con. Ôi, mảnh hình hài này là bằng chứng hiển nhiên, là tiệc tác mà cha mẹ đã từng nâng niu chắc chiêu hôm sớm. Thế mà lắm lúc chúng con lại quên đi mà bỏ rơi những món quà cao cả nhất. Mẹ là biển, cha là trời, hy sinh tất cả cuộc đời vì con. Sông dù cạn, đá dù mòn, tấm lòng cha mẹ vẫn còn mênh mông. Chúng con ngồi đây trước khung cảnh của hiện tiền ba ngôi tam bảo, mới thật sự cảm nhận được nỗi lòng của hai đứng sinh thành, của cha và mẹ. Những ưu tư trăn trở ăn năn và những giọt nước mắt chứa chan sự hối tiếc của các con trong giờ phút hôm nay không đủ để thốt lên lời sám hối muộn màng đối với cha và mẹ. Cha và mẹ là người có công sinh thành dưỡng dục, là người đầu tiên trao cho con những yêu thương và hơi ấm. Khi chúng con mới vừa mở mắt chào đời, thì cha mẹ đã bắt đầu chấp nhận cuộc đời bằng sự tần tảo gian lao, để mang đến cho chúng con cuộc sống ấm no, tràn đầy yêu thương và hạnh phúc. Kính lạy cha, kính lạy mẹ, Bồ Tát buồn hay khóc, Bồ Tát buồn mái tóc phủ màu mây, là hiện thân vất vả những tháng ngày. Bồ Tát có nghìn tay và nghìn mắt, nhìn Bồ Tát con thương nhớ về cha và mẹ. Lên núi chúng con nhớ công cha, xuống sông chúng con thương tình mẹ. Ôi núi cao vời vợi, ôi sông rộng mênh mông, hai vai chúng con mang nặng từ vô lượng kiếp rồi. Ơn cha và nghĩa mẹ lặng hợp biển lưng hồi. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử gần xa có mặt trong giờ phút này, hàng Phật tử chúng con về đây với mái chùa Thiên Phước thân thương này, một lòng nhất tâm và cầu nguyện cho mỗi người trên cõi đời này luôn là những đứa con ngoan hiền hiếu hạnh với ba và mẹ. Nguyện thế gian sẽ không còn tiếng khóc tủi thân âm thầm trong đêm tối, vì đã mất đi dòng suối ngọt thâm tình của cha và mẹ. Nếu còn mẹ, còn cha, xin bạn hãy vui lên và tự hào rằng mình vẫn còn một trời hạnh phúc. Hãy trân trọng cài lên ngực áo một đóa hoa màu hồng, hồng của sự yêu thương, như màu máu trong tim mà cha mẹ đã vắt cạn một đời hy sinh tất cả vì con. Màu hồng ấy như nhắc nhở rằng chúng ta phải nhớ về nguồn cội, về những thâm ân to lớn của mẹ, của cha mà ta phải phụng dưỡng đền đáp. Màu hồng nhớ, màu hồng thương, màu hồng đã gói trọn những vấn vương lo lắng tạo tầng suốt một đời cho ta. Xin hãy gìn giữ đừng bao giờ làm phai nhạt
như ấp ủ nâng niu tình yêu thương hai đấng sinh thành. Còn nếu bạn bất hạnh vì đã mất mẹ hoặc mất cha, xin hãy lặng lẽ cài lên áo mình hóa hoa buồn trinh trắng, trắng như đời mẹ tạo tần theo gió sương. Bạn hãy cài hoa và hướng nguyện về cha mẹ mình những gì thiêng liêng cao cả nhất. Hãy khắc mãi trong trái tim hồng hình bóng của cha mẹ thương yêu. Tháng 7 ngày lễ Vu Lan, cầu cho cha mẹ bình an trọn đời. Công cha nghĩa mẹ biển trời, nuôi con khó nhọc không lời kêu than. Một đời cơ cực gian nan, vì con cha mẹ chẳng màng tấm thân. Một đời vất vả gian trân, dầm mưa dãi nắng muôn phần đắng cay. Hạnh phúc nhất trên cuộc đời này là còn cha mẹ từng ngày ở bên. Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Chứng Minh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin niệm ơn Phật tử Tâm Ý vừa diễn đọc Hoài Niệm Vu Lan. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, theo quan điểm của người xưa, tuổi thọ là do trời cho, bởi phải đầy đủ phúc đức nên mới được sống lâu. Điều này cũng hòa nhập với quan niệm của Phật giáo. Nhân gian nói rằng tứ thời xuân thu tại thủ, ngũ phúc thọ vi tiên, tức là trong bốn mùa thì mùa xuân đứng đầu. Theo quan niệm của tổ tiên, trong năm phúc, phúc, lộc, thọ, khang, ninh, thì chữ thọ đứng đầu. Đối với Phật giáo, các chùa cũng tổ chức lễ chúc thọ cho các Phật tử cao niên, bởi vì mừng thọ cũng là một nét đẹp văn hóa vốn có từ lâu của người Việt Nam. Qua lễ mừng thọ, con cháu có dịp thể hiện lòng hiếu của mình đối với ông bà cha mẹ. Xã hội cũng thể hiện được sự trọng vọng tôn kính đối với những người cao tuổi. Bản thân của các bậc ông bà cũng cảm thấy được tôn vinh, sẽ sống vui, sống khỏe hơn. Giờ này, theo chương trình, xin mời quý cô bác có trong danh sách sau đây hoan hỷ trở về phía trước lễ đài để tham dự lễ dâng trà và chúc thọ của các con cháu và đại đức Bổn Từ. Xin trân trọng kính mời Phật tử Từ Lộc điều phối. Và sau đây xin được thay mặt ban tổ chức chương trình xin trân trọng kính mời các bà mẹ tiêu biểu đại diện cho đạo tràng chùa Thiên Phước sẽ tiến về phía trước để nhận những ly trà báo hiếu từ những người con hiếu thảo. Xin trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Thu Cúc, pháp danh Hương Ngọc. Trân trọng kính mời bà Lương Thị Nhiều, pháp danh Kiến Ngọc. Trân trọng kính mời bà Lê Thị Phát, pháp danh Tâm Phước. Trân trọng kính mời bà Hồ Thị Mỹ Hương, pháp danh Tâm Sang. Xin trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Bờ, pháp danh Diệu Thành, tiến về phía trước. Và xin trân trọng mời những người con của các bà mẹ tiêu biểu, chúng ta cũng sẽ cùng tiến về phía trước để thực hiện phần nghi thức dâng trà báo hiếu cho những người mẹ thân yêu nhân mùa Vu Lan báo hiếu. Xin mời các hiếu tử giờ này hãy đến quỳ trước những bậc sanh thành của mình để thực hiện nghi thức dâng trà và chúc thọ. Xin mời quý vị. Xin mời các hiếu tử hãy trở về nơi trước những đấng sanh thành của mình và quỳ trước
mẹ và bà của mình. Mời quý vị, chúng ta hãy quỳ trước mẹ của mình, quỳ trước bà của mình. Và quý vị hãy cầm tay của mẹ mình lên, hãy cầm tay của mẹ mình lên và hãy nhìn kỹ vào nó. Đôi bàn tay đó ngày xưa cũng rất đẹp. Đôi bàn tay đó ngày xưa cũng là một người con gái. Và đôi bàn tay đó đã lam lũ để cho quý vị ngày hôm nay. Ôi thần tiên bàn tay mẹ, đôi bàn tay tắm mát tuổi thơ, tay nâng bầu sữa cho con bú, tay dắt con qua những dại khờ, nhịp vọng đông đưa chiều nóng nực, chăng khuya tay đắp vỗ con thơ, tay ấp ôm con ngày trở gió, tay ru khẽ quạt giọng ầu ơ, tay mẹ dìu con từng bước một, đôi chân vụn dài thuở ban sơ, tay mẹ nâng con vào tuổi lớn, xa con vài bữa mẹ trông chờ, con ngã bao lần đau tuổi mẹ, tháng ngày khổ nhọc với con thơ, mẹ chỉ đôi tay nhưng tất cả niềm yêu trải rộng đến vô bờ. Mẹ ơi, dưới bóng đôi tay mẹ, cuộc sống con là những giấc mơ. Vừa rồi quý vị đã thưởng thức những ly trà của những người con, những hiếu tử để dâng lên quý vị. Với tất cả lòng thành kính nhất của những người con đối với hai đấng sanh thành của cha và mẹ, và những vị đang quỳ ở dưới kia, quý vị có biết không, nhiều khi chúng ta đã quên mất cha, quên mất mẹ của mình. Nhiều khi chúng ta mãi miết chạy theo con đường của riêng mình, những vui chơi của riêng mình mà quên mất cha và mẹ lúc nào cũng vẫn dõi theo con. Và chúng ta có nghĩ rằng mình ích kỷ quá không, khi chỉ biết là khi con gọi tiếng mẹ một và một tiếng ba thì trăm ngàn lần ba mẹ luôn có đó cho chúng ta. Nhưng khi cha mẹ gọi về mình thì mình diện 100.000 lý do không thể về bên cha bên mẹ được. Quý vị hãy đứng lên và hãy ôm thật chặt mẹ và bà của mình. Hãy ôm đi và hãy nói rằng con yêu mẹ, con xin lỗi ngày xưa con bất hiếu, đã bao lần làm mẹ khổ ngày xưa, đã bao lần làm mẹ khóc chư mưa, trăm ngàn lại cũng không vừa ơn mẹ. Quý vị hãy ôm mẹ của mình thật chặt và hãy nói rằng con yêu mẹ. Và quý vị, sau khi ôm mẹ mình, quý vị đứng qua một bên. Và vào giờ này, thừa ủy quyền của Thượng tọa trưởng ban, chúng con kính cung thỉnh Thượng tọa Đạo Hiệu Thích Thiện Nguyện, trưởng ban ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Chợ Gạo, thân lâm về phía trước lễ đài để trao tặng chữ thọ và trao vòng hoa mừng chúc thọ đến quý ông bà tham dự lễ tri ân hôm nay. Kính cung thỉnh Thượng tọa. Và thân mời các người con, những hiếu tử trở về vị trí của mình để tiếp tục tham dự lễ tri ân hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Thân mời các hiếu tử hãy trở về vị trí của mình tại những chiếc ghế ban tổ chức đã sắp xếp. Mời quý vị trở về vị trí tiếp tục tham dự chương trình. Xin trân trọng kính mời.
mẹ cho con nắm bàn tay, bàn tay mẹ ẵm con ngày xa xưa. Mẹ ơi, nếu lỡ một mai mẹ về với đất, tay ai con cầm. Thật vinh dự và hạnh phúc cho những người con hôm nay vẫn còn có cha và mẹ. Hạnh phúc cho những ai vẫn còn một đóa hoa hồng màu đỏ thắm, vì vẫn còn hạnh phúc bên đời. Và dưới sự chứng minh của mười phương chư Phật, bằng tất cả những niềm yêu thương và ăn năn hối lỗi của những người con, chúng ta hãy hướng về cha và mẹ và cầu nguyện cho cha được khỏe mạnh, cầu nguyện cho mẹ được bình an. Và toàn thể Pháp hội Đạo Tràng hãy dành một tràng pháo tay thật lớn và thật dài để chúc mừng cho những bậc sanh thành được chúc thọ ngày hôm nay. Và tiếp theo chương trình, xin mời ca sĩ Từ Lộc trình bày nhạc phẩm Lòng Mẹ. Xin trân trọng kính mời. Nắng mưa sớm chiều
gió không quạng thân gầy mẹ hiền. Một sương hai nắng cho bạc mái đầu muộn phiền, ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm, tiếng ru êm đêm mẹ hiền nằm Xin cảm ơn ca sĩ Từ Lộc vừa trình bày nhạc phẩm Lòng Mẹ. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể hội chúng. Cho một lần con được nắm bàn tay mẹ, được hôn lên đôi má nhé cha ơi. Chỉ một lần, dù chỉ một lần thôi, sẽ nhớ mãi không bao giờ quên được. Tiếp theo chương trình, chúng con kính thỉnh chư tôn đức cùng toàn thể Pháp hội Đạo Tràng lắng nghe ca khúc Hiếu Đạo do ca sĩ Thùy Trang trình bày. Xin trân trọng kính mời. Ai thuộc về
Cảm ơn ca sĩ Thùy Trang. Thân mời quý ông bà, cha mẹ giờ này mời quý vị trở về vị trí của mình để tiếp tục tham dự chương trình. Xin trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể hội chúng, Vu Lan Chánh Giáo rải hồng ân, Tự Tứ Tăng Phương rất diệu thần, Đại Mục Kiền Liên cầu cứu mẹ, Oai Linh Chư Phật độ hoán thân. Mẹ cha kiếp trước duyên thanh thoát, cha mẹ đời này phước thầm thâm, U Minh Ngạ Quỷ đều siêu thoát, trần thế truyền nôi dấu pháp luân. Tháng bảy Vu Lan niềm hiếu hạnh, người người xưng tụng cảm muôn phần. Vào giờ phút trang nghiêm này, xin mời đội dân y diệu y cúng dường lên Chư Tôn Đức và kính cung thỉnh Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni cùng toàn thể hội chúng đồng âm phúng tụng Kinh Vu Lan. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Đạo Hiệu Thích Nguyên Phước Sám Chủ, kính cung thỉnh quý ngài. Nam mô Đại Hiếu Mộng Kiền Liên Bồ Tát, Nam mô Đại Hiếu Mộng Kiền Tạng, Nam mô Đại Hiếu Mộng Kiền Bồ Tát. Phật nói kinh Vu Lan Bổn Mê, ta từng nghe lời tạng như vậy á mồm. Đang trụ xa về thành kỳ thổ biến trung, mùng liên mới đặng lụng thông, muốn cho cha mẹ khỏi dòng thân mang dâu trả nghĩa sanh thành đạo ca mong đền, làm con hiếu hạnh di tiên trang kiều tầm thấy dâu mẫu sanh làm ngã quỷ, không muốn tiêu tì hình hài một liêm. Đường băng cùng sư phó tâm phương giai nàng vẫn mới bào rõ ràng căn cõi, rằng mẹ ông gông tội rất sâu, nhiệm màu một mình không thể ai cầu đặng đâu, lòng hiếu thao của ông dầu lên tiên gia đồn thâu đến cổ thiên. Ta ma ngoài đảo vốn vì thiên vương, cộng ba cõi sáu phương tu tâm, ma cũng không phương cô tế mẹ ngươi, muốn cho cô đang mang người phải nhờ thần lực của
mười phương tăng. Nói cho mọi người thoát khỏi nan biển kiếp môn thế đơn gần, truyền cho diệu pháp ấn cần thiền thi. Từ ta mười phương tăng điều giữ lấy này, phải toán sau xưa chớ chạy thức ăn trong mỏ trái cây. Cùng thao bọn đèn đuốc nhang dầu, món ăn tinh sàn báo màu, đừng trong bệnh ba phong cầu kinh dân. Phương ta thật trong bài đời sẽ đường siêu thăng, loại thiên cha mẹ hiền tiền, đăng gia phương lừng tiêu khiên ách nàng. Tổ hỏi về nhớ người thiền định sáng khê, tránh điều phiền não chấm về thiền na. Quán người đang vốn tòa đau quá, con tu hành nguyện thọ vô sanh. Ân danh lâu tòng mà quán người đang lộ thông tấn phá, và những hàng diện giá thanh văn hoàng chữ Bồ Tát mười phương. Chúng sanh đều trì giới đó thanh ra tình, đạo đức dày chánh định chân tâm, tất cả các bước thánh phạm đông lòng đó lanh ba cơm lùng hòa. Ngài đảm thắng bài mọi năm, vì lòng hiếu táo ấn thắng bài đền lệ cô tế chi thành sáng đàn ngõ cung dường chư Phật chư Tăng. Vô sầu thắng vui đầu đế tư vàng lo âu dình dữ, bài bài là thinh tử thiền môn, vừa nghe vừa phá lan bồn môn sanh tư chúng nguyện một lòng tính sơ phong hành, trước là trả nghĩa sanh lành, sau là cố vấn chúng sanh muôn loài. Nam mô đại hiếu một kiền liên Bồ Tát. Kiền liên Bồ Tát, Nam mô đại hiếu một kiền liên Bồ Tát. Đây chiếc y của người tuệ giác, đây về lại khúc đại thừa. Những chiếc y của sớm trưa tối sáng đang âm thầm dệt những gấm ngàn sao. Những gấm ngàn sao của chư Tôn Đức dệt là từ bi và trí tuệ. Vào giờ phút trang nghiêm này, xin mời Phật tử Minh Quốc, đại diện nam nữ Phật tử tại chùa Thiên Phước dâng lên lời tác bạch dân y, xin trân trọng kính mời. Nam mô đại hiếu một kiền liên Bồ Tát. Kính bạch trên chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, quý ni trưởng, quý ni sư, chư Tô Thiền Đắc Tăng Ni chứng minh. Trước đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, tam bảo hoai quang, hương trầm nguyện tỏ, trang hòa dưới tấm lòng thành kính, toàn thể Phật tử chúng con hôm nay có duyên sự đầu thành đảnh lễ kinh dâng lên lời tác bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư Tôn Thiền Đức, mỗi độ thu sang rằm tháng bảy, chiều xa vang vội tiếng chuông ngân, kinh Du Lan trầm ấm vẫn vang lời, ai xuôi ngược trong cuộc đời dâu bể. Mùa thu về cũng báo hiệu cho mùa Vu Lan báo hiếu, mùa mà những đóa hoa hồng đỏ thắm sẽ nở trên áo của những ai may mắn còn mẹ, và những đóa hoa trắng nhạt sẽ nở trên áo của những ai bất hạnh sớm mất cha mẹ hiền.
Hôm nay, nhân mùa Du Lan báo hiếu, khắp nơi trên đất nước, từ thôn quê đến thành thị, những người con Phật náo nức rủ nhau đi chùa cúng dường báo hiếu cho mẹ cha. Mùa Du Lan cũng là mùa xưng Phật. Phật hạ thanh tịnh, chúng con là hàng Phật tử tại gia luôn luôn tôn kính ba ngôi Tam Bảo và chư hiền thánh tăng. Lòng chúng con luôn luôn mong hướng vững chắc cho những chúng sanh nương nhờ. Nhân mùa Du Lan báo hiếu, chúng con đầy đủ duyên lành câu hỏi về đạo tràng chùa Thiên Phước chợ gạo Tiền Giang. Trước lễ Phật, sau khánh tế chư tôn đức thêm tuổi đạo, chúng con vâng lời Phật dạy, noi gương hiếu hạnh của tôn giả Đại Hiếu Mục Kiền Liên sắm sanh pháp y là món pháp khí bảo vật vô giá của chư Phật kính dâng lên chư tôn đức để quý ngài làm hành trang trên bước đường hoằng pháp lợi sanh, cứu khổ ban vui cho nhân loại. Chúng con xin hồi hướng phước báo này, nguyện cầu Phật Nhật Tăng Huy pháp luân thường chuyển, thiên hạ thái bình, đồng thời cầu nguyện cho gia đình và cha mẹ hiện tiền tăng long phước thọ, đời đời được gặp Phật pháp cha mẹ quá vãng và củ quyền thất tổ nương nhờ Phật lực, sớm được sanh về cảnh giới an lành. Ngưỡng mong chư tôn đức thùy từ ai mẫn nạp thọ pháp y cúng dường để cho chúng con được làm tròn câu hiếu đạo. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhạc phẩm Dân Y Ca Sa cũng là lời tác bạch của đạo tràng chùa Thiên Phước chúng con dâng lên chư tôn đức để pháp hội Vu Lan hôm nay được trang nghiêm và thành tựu. Chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa đạo hiệu Thượng Quảng Hà Lộc, ủy viên hội đồng trị sự, trưởng ban ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, ban đạo từ chứng minh buổi lễ. Chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa. Nam mô Bổn Sư Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Tôn Giả Bồ Tát. Nam mô U Minh Giáo Chủ Cứu Khổ Bản Tôn Đại Thánh Địa Tạng Vương Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni nhị bộ, đương kim an tòa chứng minh. Kính thưa quý vị khách quý, đại diện lãnh đạo đảng, nhà nước, mặt trận, các cấp. Kính thưa nam nữ Phật tử có mặt nơi Pháp hội Vu Lan tại chùa Thiên Phước chiều hôm nay. Thưa quý vị, chúng ta đang bước vào những ngày đầu của tháng 9 lịch sử thiêng liêng của Tổ quốc. Bằng cả niềm kính ngưỡng của hàng trăm triệu con tim người dân tộc Việt, dù đang sống tại Tổ quốc hay sinh sống, học tập, làm việc ở các nơi trên thế giới, đều hướng về thủ đô Hà Nội. Trái tim Tổ quốc thân yêu của chúng ta hướng về ba đình lịch sử của ngày 2 tháng 9, 1945 để đón nhận lời tuyên ngôn độc lập khai sanh ra nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu vĩ đại. 2 tháng 9 năm 2024, buổi lễ quan trọng này đã được trùng hợp với ngày Vu Lan báo ân báo hiếu trên tinh thần văn hóa Phật giáo Việt Nam. Trong những ngày này, đi bất cứ nơi đâu, từ thành thị
hay đến miền cao nguyên đất đỏ, hay bên dòng sông Tiền triểu nặng phù sa, và thậm chí nơi nơi quê hương thanh bình của tổ quốc này. Chiều nay tại chùa Thiên Phước tọa lạc trên vùng đất vừa đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao Đăng Hưng Phước, cũng cờ hoa rực rỡ, nào cờ tổ quốc, đạo kỳ tung bay trong sự thanh bình. Từ đó chúng ta càng có một sức sống, niềm tin mãnh liệt vào Đảng, Nhà nước và cả Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã định hướng cho tăng ni Phật tử chúng ta tu hành đúng chánh pháp, còn đồng bào được sống ngày một ấm no hạnh phúc như Đảng đã từng khao khát điều đó. Chiều ngày hôm nay, mùa Vu Lan, báo hiếu Phật lịch 2024 được kết thúc. Tại chùa Thiên Phước, Đại Đức Ngọc Tường, như truyền thống hàng năm, đều tổ chức Pháp hội Vu Lan và ngày Vía Địa Tạng. Được sự chính dự tôn quý của chư Tôn Đức Tăng Ni, những người đệ tử trung tôn của Đức Phật, sau 90 ngày gia hạnh tịnh tu an cư kiết hạ, quý vị đã nhận lời thỉnh cầu về đây để chứng minh buổi lễ. Và có đồng bào Phật tử tại địa phương, Phật tử xa gần về gửi gắm tâm thành nguyện cầu cho hai đấng song thân, cha và mẹ. Đặc biệt, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh chúng tôi rất vui mừng khi thấy chiều nay trong những ngày lễ trọng, các vị lãnh đạo có mặt đầy đủ để thể hiện tinh thần quan tâm sâu sắc đồng bào Phật tử của chúng ta đang cần gì, muốn gì. Sự hiện diện của bà Bùi Thị Mai, trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh, của bà Nguyễn Thị Kim Nguyệt, phó thường trực, phó bí thư thường trực huyện ủy Chợ Gạo, ông Trần Hoàng Tấn, chủ tịch Ủy ban Nhân mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, ông Nguyễn Văn Nhỏ, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, và các anh chị lãnh đạo sở ngành phòng ban, đặc biệt là lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đăng Hưng Phước đã về tham dự đầy đủ. Mặc dù bên ngoài trời mưa ngâu, cái lạnh của đất trời trong tiết thu tháng 7, nhưng ở nơi khán phòng giảng đường chùa Thiên Phước, ấm cúng làm sao với màu vàng giải thoát của chư Tăng Ni, sự thân lâm cao quý của các cấp chánh quyền, đồng bào Phật tử xa gần, làm cho buổi lễ Vu Lan báo ân báo hiếu của chúng ta tròn đầy từ hình thức đến nội dung. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tán thán công đức cao dài của Đại Đức trụ trì chùa Thiên Phước, đạo hiệu Thích Ngọc Tường. Từ ngày nhận quyết định bổ nhiệm trụ trì, chúng tôi theo dõi từng bước trên con đường hoằng pháp của Đại Đức. Rõ ràng có sự khởi sắc ở nơi đạo tràng này. Ngày một, Tam Bảo được trang nghiêm và nam nữ Phật tử xa gần về để hộ trì tu tập. Đại Đức trụ trì cũng nêu cao tinh thần dấn thân con đường phục sự đạo pháp, mà đặc biệt luôn gắn kết với chánh quyền địa phương để giúp đỡ, tạo điều kiện trong mọi những gì có thể khả năng để địa phương hoàn thiện tốt xã nông thôn mới nâng cao. Tôi mong rằng trên tinh thần đó, các tự viện trên địa bàn của xã Đăng Hưng Phước tiếp tục hỗ trợ chánh quyền mặt trận
để làm sao ngày tháng gần nhất chúng ta được danh hiệu xã nông thôn mới kiểu mẫu hoặc là địa phương nông thôn đáng sống nhất trên địa bàn huyện Chợ Gạo. Điều đó là điều khát khao ở Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, mong rằng chư tôn đức tăng ni chú tâm điều đó để chúng ta hỗ trợ đạt những danh hiệu cao quý ở xã nhà. Trong buổi lễ từ đầu cho đến giây phút này, chúng ta đã lắng nghe những lời hoài niệm, những lời dẫn bài thơ án văn mượt mà sâu lắng, đặc biệt là những ca từ của văn nghệ sĩ Phật tử đã dâng cúng trong pháp hội này. Bài Kinh Vu Lan từ kim khẩu của Đức Thế Tôn đã dạy cho chúng ta hàng nghìn năm trước, trong giây phút hiện tại này đã được trùng tiên, đã gửi gắm, đã ung đúc chúng ta tiếp tục con đường tri ân, báo ân. Đó là trách nhiệm thiêng liêng của người đệ tử Phật, dù xuất gia hay tại gia. Những án văn, những chương trình đã nói trọn vấn đề đó. Giờ này đáp lại tấm lòng thành kính của nam nữ Phật tử tại đồng bào xã Đăng Hưng Phước, những người mà phát tâm thiện lành, dành ăn nhín mặc, chờ đến pháp hội Vu Lan hàng năm tại chùa Thiên Phước để sắm sanh pháp y, biểu tượng giải thoát của người xuất gia học đạo, sắm sửa tứ sự cúng dường, lát nữa đây dâng lên cúng dường mười phương tăng bảo để nguyện cầu cho cha mẹ còn sống hoặc cha mẹ đã quá vãng. Cho phép thầy không nhắc lại tới ý nghĩa Vu Lan nữa, mà chỉ nói một vài cái ý nghĩa mà ban tổ chức đã chọn làm chủ đề mẹ còn bên con. Vâng, có lẽ đây là một thông điệp, là một lời kinh nhật tụng nhắc nhở cho những ai còn hạnh phúc có cha có mẹ trên cuộc đời này. Không phải hình ảnh năm người con nâng niu bàn tay mẹ, dâng tách trà thơm, biểu tượng hiếu đạo trong buổi lễ ngày hôm nay, như vậy là đủ đâu. Thưa quý vị, bàn tay sần sùi của mẹ đã hy sinh cho con tất cả. Cũng chính bàn tay này mà ngày xưa đã từng dắt đỡ chúng ta qua cầu tre lắc lẻo, rồi đã dìu dắt chúng ta đi cả trọn một cuộc đời. Đôi lúc nhiều khi vì hoàn cảnh, vì sự nghiệp, vì vợ, vì chồng, vì con, vì cái, chúng ta bị xã hội xô đẩy không thương tiếc. Chính bàn tay của mẹ đã nâng niu, đã đỡ nâng, đã dìu dắt, đã an ủi để chúng ta có nghị lực bước lên tiếp. Trong mùa Vu Lan năm 2024 này, không phải ai diễm phúc cũng còn được bàn tay mẹ nâng niu và dâng lên tách trà như chương trình đã làm, đem đến chúng ta gợi nhớ gợi thương ân đức trời biển của mẹ. Có những người ngồi đây nhiều lắm, ở bản thân chúng tôi hay chị 12 hay anh Minh trưởng phòng nội vụ vừa mất mẹ, vừa vượt khỏi cuộc đời một cái gì đó thiêng liêng lắm mà chúng tôi tìm hoài tìm mãi không có ở nhân gian này. Thấy quý vị thể hiện tinh thần hiếu đạo vừa rồi mà chúng tôi khao khát, một khao khát mãnh liệt trong lòng, ước gì và ước gì. Vì vậy hôm nay về chùa Thiên Phước dự lễ Vu Lan, ai còn cài trên nực áo mình đó hoa hồng như chị Mai, chị Nguyệt, hay là tất cả quý Phật tử ngồi đây còn cũng khá nhiều, anh Ngọc, anh Nhỏ, nhiều lắm. Và đặc biệt quý Phật tử chúng ta, xin quý vị hãy trân quý giây phút thiêng liêng mà đất trời đã dành cho quý vị hạnh phúc là được còn có mẹ. Trên tinh thần như Đức Phật đã dạy,
mẹ còn, cha còn để làm gì? Để chúng ta có dịp phụng dưỡng cha mẹ, để đền đáp ân đức sanh thành cao như núi, rộng như biển mà mẹ cha đã dành cho chúng ta tất cả. Thưa quý vị, quang cánh kia, đây là biểu tượng đức hy sinh cao cả của người phụ nữ Việt Nam. Nếu bảo rằng ngược dòng thời gian 20-30 năm trước, đừng nói đâu xa, chính nơi vùng đất Đăng Hưng Phước này, những người mẹ ngồi ở hàng ghế đầu kia kìa, từng gánh một gánh dừa, bên đây một vài đứa con, từng gánh gánh thanh long để đi ra chợ ông Văn bán kiếm từng đồng lời. Một bên những đứa con thân yêu, một bên sản vật lao động, nâng từng bước con đường trơ trượt. Dù nắng, dù mưa, dù đêm, dù ngày, mẹ đã cho chúng ta tất cả. Chính quang cảnh này đã cho quý vị ngẩng cao đầu bước vào đời không thua kém. Thế thì mùa Vu Lan về, nhìn quang cảnh, chúng ta có bao giờ tự hỏi, có xin mẹ hãy cho con được gánh mẹ một lần như bài hát nào đó mà vang vọng đâu đây? Bởi vì mẹ đã một đời tần tảo gánh con. Chủ đề của Vu Lan năm nay nhắc nhở hàng Phật tử chúng ta điều đó. Ai chưa nói với mẹ, mẹ ơi con yêu mẹ nhiều lắm. Ai chưa dâng mẹ một tách trà thơm, hai cành hoa ngày của mẹ. Lát nữa đây sau khi dự lễ Vu Lan về, chúng ta hãy nhanh làm điều đó. Đừng để giọt vắng giọt dài khi nghe hoài niệm Vu Lan mà chúng ta tự trách mình. Tại sao và tại sao khi mẹ còn tại thế chúng ta không dành thời gian trân quý làm điều thiêng liêng này? Mẹ ơi con yêu mẹ nhiều lắm, có tốn tiền không quý Phật tử? Thưa không. Nhưng chính câu nói này đã làm vơi đi biết bao nhiêu sự khổ hy sinh vất vả, chạy chân không bén đất ở vùng quê Đăng Hưng Phước này của những người mẹ mà bây giờ gói mòn chân mỏi, nếp nhăn đã nhiều trên khuôn mặt mẹ. Là đệ tử Phật, không phải đợi đến ngày Vu Lan, khái niệm thời gian rằm tháng 10, rằm tháng 7 mới Vu Lan, mà hằng ngày không bao giờ được sao lãng bổn phận làm con dù một khắc một giây. Đó mới là đệ tử Phật. Dân tộc Việt Nam xưa nay mang tinh thần hòa hiếu, hòa quyện cùng văn hóa Phật giáo, lấy chữ hiếu làm đầu, đã nuôi sống chúng ta, đã ung đúc chúng ta. Hãy dùng câu ca dao của dân tộc Việt, mỗi đêm mỗi thắp đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con, để con báo hiếu, để con làm tròn trách nhiệm, tùy phận giàu nghèo mà săn sóc dưỡng dục, để hợp với chủ đề Vu Lan chùa Thiên Phước năm 2024. Còn nếu ai bất hạnh vô phần, chiều nay về đây dự lễ Vu Lan, trên ngực đã cài hoa hồng màu trắng. Xin quý vị nhìn thật kỹ vào màu trắng của hoa, sẽ thấy hình ảnh người mẹ tần tảo sớm hôm của ngày nào đang dõi theo từng bước chân của chúng ta. Nghĩ về mẹ, hãy thành tâm nguyện cầu như ngài Mục Liên Tôn giả đã nhờ thần lực chú nguyện cao thâm của chư Tăng Ni sau 3 tháng an cư, cộng với lòng thành kính của người mà bà Thanh Đề đã sớm thoát ly nơi đau khổ địa ngục, sanh về cảnh giới an lành. Chiều ngày hôm nay, từ hình thức đến nội dung trong buổi lễ rất đầy đủ và mỹ mãn. Thay lời chư Tôn Đức về dự lễ ngày hôm nay, xin trân quý doãn nạp lễ phẩm thanh tịnh cúng dường của hàng Phật tử tại đạo tràng chùa Thiên Phước. Nguyện cầu Đức Phật từ bi quang giáng đạo tràng chứng minh, gia hộ độ trì cho bản thân quý Phật tử và cha mẹ quý vị còn sống. Nhờ công đức lành này
mà cuộc sống được an lành, tăng phúc, tăng thọ, phước huệ song tu, bồ đề tâm bất thối. Và cũng nguyện cầu Đức Từ Phụ A Di Đà Thế Tôn phóng tịnh hào quang, tiếp độ hương linh Cửu Huyền Thất Tổ, nam nữ Phật tử và chư hương linh ký hình ký cốt thờ cúng tại chùa Thiên Phước, gặp chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, tứ sanh lục đạo, thập loại cô hồn, âm hồn yểu tử, quan hồn yểu tử, sản nạn thai nhi, hữu danh vô dị, hữu dị vô danh, đồng quy chí về Thiên Phước đạo tràng, thính pháp nghe kinh, tốc thoát ưu đồ, vạn sanh Tây Phương an lạc quốc. Một lần nữa xin gửi lời khánh chúc chư tôn đức tăng ni tăng thêm tuổi đạo. Xin gửi lời chúc an bình đến quý vị lãnh đạo tỉnh, huyện, xã. Xin chúc quý Phật tử viên mãn mùa hiếu hạnh năm 2024. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vào giờ này xin mời quý Phật tử chúng ta đồng khởi thân đứng lên, trang nghiêm để pháp y và tứ sự dâng lên cúng dường chư tôn tịnh đức tăng ni. Và sau đó chúng ta xá và lui ra. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tòa, quý ni trưởng, quý ni sư, chư tôn đức tăng ni, đương kim an tòa chứng minh. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị. Hơn một giờ đồng hồ trôi qua, lễ hội Vu Lan, dân pháp y Ca Sa, khánh vía Đức Bồ Tát Địa Tạng với chủ đề Còn Mẹ Bên Đời của đạo tràng Thiên Phước chúng con được trang nghiêm tổ chức chiều hôm nay đến đây được thập phần viên mãn. Thay lời cho bổn tự, chúng con xin được kính niệm ơn chư tôn đức ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, chư tôn đức thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Chợ Gạo, chư tôn đức tăng ni trụ trì các tùng lâm tự viện, đáp lời kiền thỉnh của đạo tràng chúng con đã bất từ bi quyền thân lâm về Thiên Phước chiều hôm nay để chứng minh đại lễ. Nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ quý ngài, pháp thể khương an, chúng sanh vị độ, bồ đề tâm bất thối. Và thay lời cho đạo tràng, trân trọng kính niệm ơn đến các cấp chính quyền, lãnh đạo cùng địa phương sở tại đã tạo mọi điều kiện để cho ban tổ chức lễ hội Vu Lan chiều hôm nay được thành tựu viên mãn. Và quý vị cũng đã thân lâm về Thiên Phước chiều nay cùng với đạo tràng chứng minh và tham dự đại lễ được thành công tốt đẹp. Kính chúc tất cả các ông bà lãnh đạo một mùa Vu Lan thật nhiều sức khỏe, ấm áp bên tình yêu thương của mẹ cha và con cái. Và trân trọng cảm niệm công đức toàn thể đại chúng Phật tử nơi đạo tràng Thiên Phước, quý Phật tử xa gần đã nhín chút thời giờ quý báu trở về chiều hôm nay để tham dự đại lễ và góp phần cầu nguyện cho buổi lễ được thập phần viên mãn. Và trân trọng kính niệm ơn đến toàn thể quý vị đã phát tâm tất cả các công đức, tịnh tài, tịnh phẩm, công sức để cho mùa lễ hội năm nay được ấm áp và yêu thương hơn đến với cha và mẹ. Vào giờ này buổi lễ, chúng con đã tạm khép lại.
Giờ đây chúng con thành kính đê đầu bái thỉnh chư tôn Tịnh Đức Tăng Ni cùng toàn thể hội chúng đồng khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn phần Phật đạo.